Xin chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến. Trong giờ học môn mỹ thuật, bạn Hạnh dán lên trang vở hai hình vuông có kích thước lần lượt là 3 cm và x như ở hình 1. Đây, hình vuông này có cạnh là 3 cm, hình vuông này có cạnh là x cm. Tổng diện tích của hai hình vuông đó là x bình cộng 9 cm vuông thì diện tích của hình vuông này là cạnh nhân cạnh có nghĩa là 3 nhân 3 là 9 3 nhân 3 là 9 còn diện tích của hình vuông này là cạnh nhân cạnh có nghĩa là x nhân x, x, x chính là x bình phương như vậy thì tổng diện tích của hai hình vuông này là x bình phương cộng cho 9 x bình phương cộng 9 biểu thức đại số x bình phương cộng 9 có gì đặc biệt có gì đặc biệt các bạn thì mình thấy biểu thức này có một biến nha có một biến x một biến và chúng ta gọi đây là đa thức một biến nha đa thức một biến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về đa thức một biến một la mã đơn thức một biến đa thức một biến nó chỉ khác nhau chữ đơn và đa đơn là là một đúng không cô đơn ha tôi một mình ha cô đơn còn đa là nhiều được chưa đa là nhiều đa tình nhiều mối tình đa thức là gồm nhiều đơn thức đó đơn là một đa là nhiều mình hiểu đa thức là gồm nhiều đơn thức hoạt động một câu a viết biểu thức biểu thị diện tích của hình vuông có độ dài cạnh là x cm diện tích hình vuông có độ dài cạnh là x thì diện tích sẽ là x bình phương đơn vị là cm vuông thể tích của hình lập phương có độ dài cạnh là 2x hình lập phương là hình mà có tất cả các cạnh bằng nhau thể tích của nó dài nhân rộng nhân cao nha dài nhân rộng nhân cao mà dài rộng cao bằng nhau có nghĩa là thể tích của nó sẽ là 2x mũ 3 đó chúng tôi gọi là 2x tất cả lập phương nha lập phương xuất phát từ đây ha lập phương 2x tất cả mũ 3 hay nói khác là 2x lập phương 2x tất cả mũ 3 chính là bằng 2 mũ 3 nhân cho x mũ 3 bằng 8, 2 mũ 3 bằng 8 nhân x mũ 3. Đơn vị là cm khối ha. Bởi vì mũ 3 là cm nhân cm nhân cm, chúng ta được cm khối. Các biểu thức trên có dạng như thế nào? Có dạng như thế nào các bạn? Thì hôm trước mình biết rồi x bình chẳng qua nó là 1 nhân x bình ha. Mà số 1 mình không cần ghi. Còn đây là 8 nhân x mũ 3. Đó. Có nghĩa là hai 2... cái biểu thức này nó có dạng như thế nào? Mình thấy nó có dạng là nó chính là tích của một số với lũy thừa có số mũ nguyên dương của biến. Đó. Nó là tích của một số với lũy thừa có số mũ nguyên dương của biến. Đó. Mình trả lời là các biểu thức trên có dạng là một tích của một số với một lũy thừa có số mẫu nguyên dương của biến. Và những cái biểu thức có dạng như thế này, chúng ta gọi nó là đơn thức một biến. Nè, đơn thức một biến. Đây, đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số gồm một số có nghĩa ví dụ như số 8 số 7 chẳng hạn hoặc tích của một số với lũy thừa có số mẫu nguyên dương của biến đó đó có nghĩa những bạn này chúng ta gọi là những đơn thức một biến hoặc là số 8 số 7 số 1 số 0 vân vân đó chúng ta cũng gọi là đơn thức một biến chẳng hạn, các biểu thức đại số x bình phương và 8x lập phương đều là các đơn thức một biến và biến đó chính là biến x. Chú ý, mỗi đơn thức một biến x nếu không phải là một số, một số này. Đó. Nếu không phải là một số thì có dạng a nhân x mũ k. a nhân x mũ k. Trong đó a là số thực khác không, và k là số nguyên dương. Lúc đó số a được gọi là hệ số của đơn thức ax mũ k. A. Đó, a gọi là hệ số. Ví dụ như là ở đây 8x mũ 3 thì số 8 này chúng ta gọi là hệ số, nè, số 8 này mình gọi là hệ số của cái đơn thức 8 x mũ 3 nha, đây là hệ số còn x mũ 3 chúng ta gọi là phần biến nha, hệ số phần biến còn số 3 là số mũ nguyên dương nha. để thuận tiện cho việc thực hiện các phép tính trên các đơn thức hoặc là đa thức vân vân một số thực khác không được coi là đơn thức với số mũ của biến bằng không có nghĩa là thế nào có nghĩa là số số 7 chúng ta cũng coi nó là một đơn thức nha một đơn thức vì 7 nó cũng bằng 7 nhân cho x mũ x mũ không nha mình biết rằng là x mũ không thì bằng 1 đúng không x mũ không thì bằng 1 7 nhân 1 thì bằng 7 đó cho nên là một số thực khác không, có nghĩa là số 7, chúng ta coi là một đơn thức với số mũ của biến bằng 0. Đây, số mũ của biến bằng 0 đây, số mũ này. Hoạt động 2. Viết biểu thức, biểu thị quãng đường ô tô đi được trong thời gian là x giờ nếu vận tốc của ô tô là 60 km/h. Thì mình biết rằng là quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian đúng không chúng ta đã có vận tốc đây vận tốc nhân với thời gian thời gian là ít đó cho nên là biểu thức biểu thị quãng đường ô tô đi được là 60x đơn vị là km được chưa đây là biểu thức mà chúng ta cần viết tiếp theo tổng diện tích của các hình Hình thứ nhất là hình vuông có độ dài cạnh là 2x. Đây người ta mình tính là tổng diện tích tổng diện tích. Hình vuông có độ dài cạnh là 2x thì diện tích nó sẽ là 2x tất cả bình phương. Tiếp tục hình chữ nhật có các kích thước là 3 và x. Hình chữ nhật diện tích là 3 nhân x, x hai kích thước nhân với nhau. Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 4 và 8 hình thoi thì diện tích sẽ là 1 phần 2 tích của hai đường chéo ok đó bây giờ mình sẽ rút gọn cái biểu thức này ha hai bình thì chúng ta được là 4 x bình cộng cho 3 x 1 phần 2 nhân 4 là chúng ta được 2 nhân 8 là 16 đó được chưa đây là biểu thức biểu thị tổng diện tích của các hình hình vuông hình chữ nhật hình thoi Ok. Câu B. Các biểu thức trên có bao nhiêu biến? Mỗi số hạng xuất hiện trong biểu thức có dạng như thế nào? Các biểu thức trên có bao nhiêu biến? Mỗi số hạng xuất hiện trong biểu thức có dạng như thế nào? Đây, các biểu thức trên là biểu thức này và biểu thức này ha. À, thì mình thấy là có một biến được chưa mình trả lời là các biểu thức trên có một biến một biến x trường cứ hỏi mình là mỗi số hạng là nó có dạng như thế nào thường thấy là đây là một số hạng nó là một đơn thức một biến được chưa nó là một đơn thức một biến đây đây là một số hạng nè đây là một số hạng này đây là một số hạng này. Hạn này được chưa thì ba số hạng này là là đơn thức một biến nha đơn thức một biến hoặc là mình trả lời cụ thể nó có dạng như thế nào mình thấy là nó có dạng là tích của một số tích của một số với lĩ thừa có số mũ nguyên dương của biến nè một số tích của một số với lĩ thừa có số mũ nguyên dương của biến được không chúng ta có định nghĩa đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Đó. Thì những cái biểu thức mà chúng ta vừa xét là những đa thức một biến. Chẳng hạn 3x cộng 1 là đa thức của biến x. Y. y bình trừ 2y cộng 3 phần 4 là đa thức của biến y. Thì mình thấy rằng là đa thức này nó có một biến x. Còn đa thức này có một biến y chúng ta gọi hai bạn này là đa thức một biến hiểu nôm na đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến tổng này tổng này trừ cũng là cộng nha các bạn vì sao trừ chẳng qua là cộng của đó trừ hai y chẳng qua là cộng của của âm hai y đúng không cho nên đây chẳng qua là tổng của những đơn thức cùng một biến đó, tổng những đơn thức cầu biến chúng ta gọi là đa thức một biến chú ý mỗi số được xem là một đa thức một biến đó ví dụ đây một số chúng ta cũng xem là một đa thức một biến và đặc biệt số 0 thì gọi là đa thức không à, chú ý nha Cái này các bạn sẽ gặp trong những câu trắc nghiệm đúng không số 0 gọi là đa thức không mỗi đơn thức cũng là một đa thức, à mỗi đơn thức cũng là một đa thức. Thông thường ta ký hiệu đa thức một biến là p(x), q(x), r(x) hoặc a(x), b(x) vân vân. Đó, mình ghi như này, mình hiểu là đa thức này là đa thức p và biến x, đa thức q biến x, đa thức r biến x, đa thức a biến x, đa thức b biến x vân vân biểu thức nào sau đây là đa thức một biến x thì biết rằng là đa thức một biến là tổng của những đơn thức một biến đúng không tổng của những đơn thức của cùng một biến và chú ý số 0 được gọi là đa thức không đó cho nên là câu a đây cũng là đa thức một biến bây giờ đây là đa thức một biến vì nó là tổng của những đơn thức cùng một biến ha, tổng của những đơn thức. Còn đây, các bạn chú ý, đây không phải là đơn thức một biến nha. Đây không phải là đơn thức một biến. Cho nên bạn này không phải là đa thức một biến. Bởi vì đa thức một biến là tổng của những đơn thức cùng một biến, mà bạn này không phải là đơn thức một biến, cho nên là đây không phải là đa thức. Chú ý, đơn thức thì có dạng là a nhân x, x mũ mũ k đúng không? Đó mà bạn này không có dạng đó, nên bạn này không phải là là đơn thức 3 phần x không phải là đơn thức một biến cho nên 3 phần x cộng 1 không phải là đa thức một biến ok đây bạn này không phải là đa thức một biến luyện tập 1 biểu thức nào sau đây là đa thức một biến thì nhìn cho mình thấy nè à bạn này không phải là đơn thức nè bạn này không phải là đơn thức một biến cho nên là đây không phải là tổng của những đơn thức một biến cho nên bạn này không phải là đa thức một biến nha đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Đây không phải là đơn thức, nên bạn này không phải là đa thức một biến. Bạn này mình thấy x và y, hai biến lận, đúng không? Hai biến. Trên đây cũng không phải là đa thức một biến. Thì chỉ có câu A thôi. Đa thức một biến là x bình cộng 9 thôi. Còn B và C không phải. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu đơn thức. À. Những bạn này là đơn thức và đa thức một biến. Chúng ta qua hai la mã cộng trừ đơn thức có cùng số mũ của biến. Chú ý là những cái đơn thức này nè nó có cùng số mũ của biến thì chúng ta mới cộng và trừ được nha. Phải có cùng số mũ của biến nha các bạn. Mới cộng trừ được. Cho hai đơn thức của cùng biến x là 2x bình và 3x bình À, cùng số mũ của biến này mũ hai nè mũ hai này đó cùng số mũ của biến câu a so sánh số mũ của biến x trong hai đơn thức trên đó thì mình thấy là số mũ của biến x trong hai đa thức trên bằng nhau thực hiện phép tính cộng 2 x bình cộng 3 x bình thì mình biết rằng là hai x bình chính là x bình cộng x bình rồi 3 x bình chính là x bình cộng x bình, cộng x bình ha. À, 3x bình này, đây là 2x bình này. Đó. 1x bình, 2x bình, 3x bình, 4x bình, 5x bình. Đó, 5 x bình cộng lại thì chúng ta được 5x bình. Ok. So sánh kết quả của hai phép tính này và này. Thì phép tính này chúng ta đã tính ở trên đây là bằng 5x bình. Còn bản này thực hiện trong ngoặc trước. 2 cộng 3 bằng 5, 5x bình, bạn này cũng bằng 5x bình, được chưa? Bạn này chúng ta vừa tính nè, bằng 5x bình, bạn này chúng ta cũng vừa tính là 5x bình, do đó hai bạn này bằng nhau. Ok. Như vậy thì từ đó mình rút ra một cái kết luận là để mà cộng được hai đơn thức có cùng số mũ của biến, chúng ta lấy hai cái hệ số này chúng ta cộng lại. Nè, 2x bình cộng 3x bình thì bằng 2 cộng 3 nhân với x bình. Không. Ừ. Chúng ta lấy hai hệ số chúng ta cộng lại. Tương tự như vậy, trừ thì chúng ta cũng lấy hai hệ số chúng ta trừ cho nhau. Đây. Để cộng hay trừ hai đơn thức có cùng số mũ của biến, nhớ nha, có cùng số mũ của biến thì chúng ta mới cộng trừ được. Ta cộng hay trừ hai hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Ví dụ chúng ta cần cộng hai cái đơn thức này thì mình sẽ lấy hai hệ số AB chúng ta cộng lại. Còn chúng ta giữ nguyên phần biến. Còn nếu mình muốn trừ hai cái đơn thức này thì chúng ta lấy hai hệ số, chúng ta trừ cho nhau và chúng ta giữ nguyên phần biến. Ví dụ 2, thực hiện mỗi phép tính sau. Câu A, 9x cộng 7x. Đây, đây là hai đơn thức hai đơn thức này sao các bạn nó có cùng số mũ của biến là mũ 1, mũ 1 ha thì để cộng hai đơn thức có cùng số mũ của biến chúng ta lấy hai hệ số 97 chúng ta cộng lại giữ nguyên phần biến ha mình được 9 cộng 7 là 16x rồi đây cô b trừ hai đơn thức này thì hai đơn thức này có cùng số mũ của biến là mũ 3 này mình trừ được hệ số của bạn này chú ý là số 1 mà người ta không cần ghi ha đây 5 x mũ 3 trừ x mũ 3 chính là 5 x mũ 3 trừ cho 1 x mũ 3 mà thông thường số 1 mình không cần ghi còn ở đây người ta ghi cho mình thấy thôi thì muốn trừ hai đơn thức có cùng số mũ của biến chúng ta lấy hệ số chúng ta trừ cho nhau 5 trừ 1 giữ nguyên phần biến là x mũ 3 5 trừ 4 chúng ta được 4 x mũ 3 ha. ok tới phiên chúng ta thực hiện mỗi phép tính sau câu a x bình cộng 1 phần 4 x bình trừ 5 x bình làm ở đây luôn thì mình thấy rằng là các cái đơn thức này có cùng số mũ của biến là mũ 2 ha nên chúng ta cộng trừ được mình sẽ cộng các hệ số lại cho nhau đây là hệ số 1 nha mà số 1 người ta không cần ghi đây 1 cộng cho 1 phần 4 trừ cho 5 giữ nguyên phần biến x bình đó 1 cộng cho 1 phần 4 là chúng ta được 5 phần 4 Đúng không? 5 phần 4 5 phần 4 trừ cho 5 5 là 20 phần 4 Đúng không? 5 là 20 phần 4 5 phần 4 mà trừ cho 20 phần 4 Thì chúng ta được là Trừ 15 phần 4 X bình phương đó, các bạn nhắm không được thì các bạn có thể dùng máy tính 1 cộng cho 1 phần 4 rồi trừ cho 5. Đó. Chúng ta được trừ 15 phần 4. Trừ nè. 15 phần 4 nè. Giữ nguyên phần biến. Phần biến là x bình nè. Đó. X bình. Được chưa? Kết quả chúng ta được trừ 15 phần 4 x bình. Còn bản này mình thấy là y mũ 4, y mũ 4, y mũ 4. Ok. Chúng ta có thể cộng trừ được. Đây là 1. Chú ý nha. Mình cộng các hệ số lại. 1 cộng 6 trừ 2 phần 5 giữ nguyên phần biến phần biến là y mũ 4 chúng ta được 1 cộng 6 trừ cho 2 phần 5 chúng ta được 33 phần 5 mình được 33 phần 5 y mũ 4 ha chú ý hệ số của bạn này là 1 hệ số của bạn này là 6 hệ số của bạn này là trừ 2 phần 5 Đó, kết quả chúng ta được 33 phần 5 y mũ 4 rồi mình vừa tìm hiểu cộng trừ đơn thức có cùng số mũ của biến. Hết sức chú ý là có cùng số mũ của biến chúng ta mới cộng trừ được, được. Chúng ta qua ba la mã sắp xếp đa thức một biến. Một nhỏ thu gọn đa thức. Hoạt động 4 cho đa thức px bằng x bình cộng 2x bình cộng 6x cộng 2x trừ 3. Nêu các đơn thức của biến x có trong đa thức px, nè. Các đơn thức của biến x mình có các đơn thức này, một đơn thức này, hai đơn thức này, ba đơn thức này, bốn đơn thức này. Đây cũng là một đơn thức nha, năm đơn thức này. đó. Người ta nói là nêu các đơn thức của biến x có trong đa thức px thì mình nói là các đơn thức của biến x có trong đa thức px là đó là x bình này, rồi hai x bình này. Rồi 6x nè, rồi 2x nè, rồi -3 này, đó. Tìm số mũ của biến x trong từng đơn thức nói trên. Số mũ của biến x trong từng đơn thức nói trên. Thường thấy đây là mũ 2, mũ 2, mũ 1, mũ 1. Còn đây không có x, không có x mình hiểu là mũ 0 nè. Bởi vì 3 chính là 3 nhân x mũ 0. x mũ 0 là bằng 1 đó, 3 là bằng 3 nhân 1, đó. Cho nên là số mũ trong cái đơn thức này chính là mũ không ok mà bạn này mình không cần ghi ra ha mình hiểu là mũ không đây mũ 1 x mũ 1 số 1 mình không cần ghi mũ 1 mũ 2 mũ 2 ok câu C thực hiện phép cộng các đơn thức có cùng số mũ của biến x sao cho trong đa thức px không còn hai đơn thức nào có cùng số mũ của biến x đây thì viết lại nè px bằng x bình cộng cho 2 x bình cộng cho 6 x cộng 2 x trừ cho 3 chúng ta có thể nhóm hai bằng này lại ha à, đó vậy thì chúng ta cộng trừ cho nhau được rồi bây giờ mình làm cái hoạt động c nè là x bình cộng cho 2 x bình mình hiểu là một x bình cộng 2 x bình thì chúng ta được 3 x bình 6 x cộng 2 x 6 cộng 2 là được 8 8 x trừ cho 3 được chưa đó chúng ta đã thu gọn nha mình làm như thế này là mình nói là mình đã thu gọn đa thức ha cái đa thức px nó dài này chúng ta đã thu gọn lại lúc này không còn hai đơn thức nào có cùng số mũ của biến x đây mũ 2, mũ 1, mũ không ha không có không có hai đơn thức nào mà có cùng số mũ của biến x nhận xét thu gọn đa thức một biến là làm cho đa thức đó không còn hai đơn thức nào có cùng số mũ của biến. Đó. Ở đây là có hai đơn thức này có cùng số mũ của biến, mũ 2 mũ 2, hai đơn thức này mũ 1 mũ 1. Đa thức này chúng ta gọi là chưa thu gọn. Còn sau khi chúng ta thu gọn, chúng ta được cái đa thức này. Đó, thì đa thức này không có hai đơn thức nào mà có cùng số mũ của biến, mình gọi là đa thức thu gọn ha. Chúng ta qua ví dụ 3, thu gọn đa thức cho đa thức của x bằng 2x bình trừ 4 x bình cộng 2x mũ 3 cộng x mũ 3 cộng 7 trừ 4x trừ 1 bây giờ mình sẽ thu gọn đa thức này người ta viết lại của x đây rồi bây giờ mình nhóm lại hai bạn này mình thấy là x bình x bình nè có cùng số mũ của biến mình nhóm lại hai bạn này x mũ 3 x mũ 3 có cùng số mũ của biến chúng ta nhóm lại hai bạn này x mũ 1 x mũ 1 có cùng số mũ của biến chúng ta nhóm lại rồi lúc này là hai 2 đơn thức này có cùng số mũ của biến chúng ta trừ cho nhau được bằng cách là chúng ta lấy hệ số chúng ta trừ cho nhau 2 trừ 4 thì mình được trừ 2 phần biến giữ nguyên đây là 2 đây là 1 ha. 2 cộng 1 lấy hệ số cộng cho nhau 2 cộng 1 là 3 3 x 3 còn đây 3 trừ 4 mình được trừ 1 x mà số 1 mình không cần ghi mình chỉ cần ghi trừ x là là được cuối cùng là trừ 1 được chưa đó vậy dạng thu gọn của đa thức quý là là bạn này ha đây là dạng thu gọn. Không còn bạn nào có cùng số mũ của biến nữa ha. Chúng ta vừa tìm hiểu về thu gọn đa thức. Thu gọn đa thức có nghĩa là chúng ta làm sao đó để trong đa thức đó không còn hai đơn thức nào có cùng số mũ của biến x. À chúng ta còn à luyện tập 3 nữa các bạn. Thu gọn đa thức này đây P Y bằng P Y là biến biến Y trừ 2 Y mũ 3 thì ghi lại đề cộng Y cộng 11 phần 7 Y mũ 3 cộng cho 3 Y bình trừ 5 trừ 6 Y bình cộng 9 rồi bây giờ mình sẽ đưa những bạn nào có cùng số mũ của biến lại gần nhau à, đây thầy sẽ đưa hai bạn này về gần nhau được chưa thì được là trừ 2 y mũ 3 cộng cho 11 phần 7 y mũ 3 sau đó mình có thể nhóm lại rồi tiếp tục y bình thì mình có 3 y bình và có trừ 6 y bình mình đưa về gần nhau 3 y bình trừ 6 y bình đưa về gần nhau và mình nhóm lại. Còn y mũ 1 thì mình có một mình bạn này thôi. Còn mũ 0 thì mình có 9 trừ 5 đò mũ 0. Chúng ta có thể nhóm hai bạn này lại. Rồi bây giờ mình thực hiện cộng những cái đơn thức có cùng số mũ của biến lại ha. Thì đây là mình có lại mình lấy hai hệ số mình cộng lại, trừ 2 cộng 11 phần 7 trừ 2 cộng 11 phần 7 chúng ta được trừ 3 phần 7 như vậy chỗ này mình được trừ 3 phần 7 y mũ 3 rồi bạn này 3 trừ cho 6 3 trừ 6 thì mình được trừ 3 y bình cộng y cộng 9 trừ 5 mình được 4 ok chúng ta đã được đa thức thu gọn ha đa thức thu gọn Chúng ta qua hai nhỏ sắp xếp một đa thức. Cho đa thức rx bằng cái này. Câu a thu gọn đa thức rx. Thu gọn đa thức rx thì viết lại rx đó nha. rx bằng trừ -2x bình cộng cho 3x bình cộng cho 6x cộng cho 8x mũ 4 trừ 1 bằng thu gọn thì mình thấy đây là x mũ 2 x mũ 2 này chúng ta có thể cộng hai bằng này lại ha thì trừ 2 cộng cho 3 thì chúng ta được 1 1 x mũ 2 mà số 1 mình không cần ghi cộng 6x cộng 8x mũ 4 trừ 1 đó tới đây mình thấy là không có hai đơn thức nào mà có cùng số mũ của biến là chúng ta đã thu gọn xong ha mình đã thu gọn xong không còn hai đơn thức nào có cùng số mũ của biến câu b trong dạng thu gọn của đa thức rx sắp xếp các đơn thức theo số mũ giảm dần của biến số mũ giảm dần của biến thì mình thấy là bạn này có số mũ cao nhất nè mình ghi trước đây là a này đây là b này rx bằng 8x mũ 4 giảm dần mà ha. Theo số mũ giảm dần của biến. Mũ 4 nè, tới mũ 2 đúng không? Cộng x mũ 2 cộng 6x trừ cho cho 1. Ok. Chúng ta đã xong hoạt động 5. Sắp xếp đa thức một biến theo số mũ giảm dần hoặc tăng dần của biến là sắp xếp các đơn thức trong dạng thu gọn của đa thức đó theo số mũ giảm dần hoặc tăng dần của biến à đơn giản rồi chú ý trong dạng thu gọn của đa thức hệ số của mỗi đơn thức được gọi là hệ số của đa thức đó à các bạn chú ý nha hệ số của mỗi đơn thức hệ số của mỗi đơn thức được gọi là hệ số của đa thức đó ví dụ đây là một đa thức ha à, đa thức thì đa thức này được viết ở dạng thu gọn ha, thu gọn vì không có hai đơn thức nào có cùng số mũ của biến. Và chúng ta có 3 đơn thức, một đơn thức, hai đơn thức, ba đơn thức, được chưa? Ba đơn thức. Thì người ta nói là hệ số của mỗi đơn thức được gọi là hệ số của đa thức đó. Hệ số của đơn thức này là 4, hệ số của đơn thức này là 3, hệ số của đơn thức này là 8. Cho nên là số 4, số 3, số 8 chúng ta gọi là hệ số của cái đa thức này. Ok, màu đỏ này, 438 chúng tôi gọi là hệ số của đa thức này. Ví dụ 4, sắp xếp đa thức GX bằng cái này. Theo câu A, số mũ giảm dần của biến. Giảm thì 19 mình viết trước nè. Đó, 19 nè. Tới trừ 6x mũ 7, nhớ mang theo dấu nha. Trừ 6x mũ 7, tới cộng 4x và tới trừ 1. Đó. Còn bây giờ câu B, sắp xếp đa thức, số mũ tăng dần của biến, tăng dần, tăng, thì phải làm ngược lại. Nhớ mang theo dấu trừ 1 mình viết trước, rồi tới 4x, tới trừ 6x mũ 7, và cuối cùng là 8x mũ 9, đó tăng dần, còn đây là giảm dần, mũ 9, mũ 7, mũ 1, mũ 0. Còn tăng dần là mũ 0, mũ 1, mũ 7, mũ 9. Ok, sắp xếp rất là dễ đúng không? Luyện tập 4 sắp xếp đa thức HX bằng cái này Theo câu A số mũ giảm dần của biến Câu B số mũ tăng dần của biến Câu A này HX này Bằng này Số mũ giảm dần của biến Giảm dần thì lớn nhất mình viết trước Mình thấy lớn nhất là 5X mũ 10 này 5 x mũ 10 lớn nhất này. Rồi tiếp theo là nhớ mang theo dấu nha Trừ 0,5 x mũ 8 Trừ 0,5 x mũ 8 Tiếp theo là cộng 4 x mũ 3 Cộng 4 x mũ 3 Và tiếp theo là trừ 1 Đó Chúng ta đã sắp xếp hx theo thứ tự là số mũ giảm dần của biến. Còn bây giờ cô B mình cũng sắp xếp theo số mũ tăng dần của biến tăng dần của biến thì mình làm ngược lại đây là mũ 0 này là trừ một mình viết trước tới mũ 3 này cộng 4 x mũ 3 này tới mũ 8 này nhớ mang theo dấu trừ 0,5 x mũ 8 và cuối cùng là 5 x mũ 10 không ghi gì có nghĩa là cộng ha, cộng 5 x mũ 10 đó đây là sắp xếp giảm dần đây là sắp xếp tăng dần ha đó mình xong luyện tập 4. Chúng ta qua bốn la mã bậc của đa thức một biến. Cho đa thức này qua thu gọn đa thức PX thu gọn. Thì đây, mình thấy đây là 9x mũ 4, ở đây là trừ 9x mũ 4. À như vậy thì hai bạn này sẽ triệt tiêu cho nhau ha. Được chưa? Cho nên là đa thức sau khi chúng ta thu gọn còn 8 x mũ 3 trừ 6x bình cộng x trừ 1. Ok. Hai bạn này triệt tiêu cho nhau hết rồi. Đó. Chúng ta đã thu gọn. Không còn đơn thức nào mà có cùng số mũ của biến nữa ha. Không còn. Mình gọi là thu gọn. Xong. Câu B. Tìm số mũ cao nhất của x trong dạng thu gọn của bx thì số mũ cao nhất của x là số số 3 ha. Số mũ cao nhất là số 3. Số mũ cao nhất của x trong dạng thu gọn của bx là 3. Ta nói bậc của đa thức bx là 3. À. Lúc này đa thức này chúng ta nói nó bậc bậc 3, được chưa? Bậc 3 là cái bậc là cái số mũ cao nhất của biến x ha trong cái dạng thu gọn của nó chúng ta gọi là bậc chúng ta có định nghĩa bậc của đa thức một biến đa thức này là khác đa thức không và đã thu gọn nha là số mũ cao nhất số mũ cao nhất của biến trong đa thức đó ờ, các bạn nhớ ha là số mũ cao nhất của biến trong đa thức đó đó Số mũ cao nhất của biến trong đa thức này là số 3, cho nên số 3 chúng ta gọi là bậc của đa thức này ha. Chú ý, trong dạng thu gọn của đa thức, hệ số của lũy thừa với số mũ cao nhất của biến còn gọi là hệ số cao nhất của đa thức. Hệ số cao nhất. Có nghĩa là hệ số cao nhất của đa thức này chúng ta có là số 8, ha hệ số cao nhất đó trong dạng thu gọn của đa thức hệ số của lũy thừa với số mũ cao nhất của biến còn gọi là hệ số cao nhất của đa thức còn số hạng không chứa biến còn gọi là hệ số tự do của đa thức đó các bạn phải nhớ những cái này để khi mà nói chuyện với nhau chúng ta hiểu ha có nghĩa là số hạng không chứa biến là số hạng này à, số hạng không chứa biến thì Số trừ 1 chúng ta gọi là hệ số tự do. nha Hệ số tự do của đa thức. Đây. Ví dụ 5. Cho cái đa thức QX. Đây. qua Sắp xếp đa thức QX theo số mũ giảm dần của biến. Sắp xếp trước nè. QX bằng. Ở đây là trừ 3X mũ 5 lớn nhất nè rồi tới 9x4 nè rồi tới cộng 6x nè rồi tới trừ 1 nè Ok chúng ta đã sắp xếp đa thức QX theo lũy thừa theo số mũ giảm dần của biến rồi cô B tìm bậc của đa thức QX. x Đó, bậc của đa thức QX. x thì theo định nghĩa bậc của đa thức là số mũ cao nhất của biến trong đa thức đó số mũ cao nhất là là năm được chưa thì mình nói là bậc của đa thức quy ít là là 5 thì chưa bậc của đa thức quy ít là 5 tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức quy ít hệ số cao nhất là gì các bạn hệ số của lũy thừa với số mũ cao nhất của biến đó là số số trừ ba nè hệ số của lũy thừa với số mũ cao nhất của biến là số trừ ba đó như vậy thì mình nói là hệ số cao nhất là trừ 3. Rồi hệ số tự do, hệ số tự do là là bạn này ha, là trừ 1. Được chưa? Hệ số cao nhất, hệ số tự do bậc của đa thức. Chúng ta qua luyện tập 5. Cho đa thức Rx bằng cái này. Câu A, sắp xếp đa thức Rx theo số mũ giảm dần của biến lên chỗ này luôn nha. Câu A này, sắp xếp nè. RX bằng theo số mũ giảm dần của biến. Thì mình thấy là mũ 5 là lớn nhất nè. Đó. 2021x mũ 5 này. Rồi tới mũ 4 này. 1945x mũ 4 này cộng cho 1945x mũ 4 này. Rồi tới -1975x mũ 3 trừ -1 9, 7, 5, x mũ 3. Và cuối cùng là trừ 4,5. Đó, chúng ta xong câu A, sắp xếp xong. Câu B, tìm bậc của đa thức Rx. Thì mình nói là bậc của đa thức Rx là bậc mấy các bạn? Đây, bậc này. Bậc, bậc 5 ha. Được chưa? Rồi tiếp theo, tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức Rx. C. Hệ số cao nhất là đây hệ số cao nhất là hệ số này ha, mình có nhiều hệ số, hệ số này, hệ số này, hệ số này, hệ số này. Nhưng hệ số mà đi với x có số mũ cao nhất, chúng ta gọi là hệ số cao nhất là 2021. Rồi tiếp theo là hệ số tự do, hệ số tự do là hệ số tự do là bạn mà không có đi với x nè là trừ 4,5 ok chú ý một số khác không là đa thức bậc không nè cái này mình chú ý để mình làm trách nghiệm ví dụ như số 7 chúng tôi gọi nó là đa thức bậc không đa thức không đa thức không số 0 không có bậc đa thức không có nghĩa là số không đó đó số không số không chúng tôi gọi là đa thức không số không chúng tôi gọi là đa thức không và đa thức này không có bậc nha không có bậc đó hai cái chú ý này quan trọng để các bạn làm trắc nghiệm số không chính là đa thức không đa thức này không có bậc còn một số khác không nó là đa thức bậc không rồi bài này dài nhỉ xong rồi chúng ta qua phần cuối cùng ha năm la mã nghiệm của đa thức một biến hoạt động 7 tính giá trị của biểu thức đại số 3x 2 tại x bằng 2 Thì muốn tính giá trị của biểu thức này tại x bằng 2 chúng ta thay x bằng 2 mình thay vào đây à, thì chúng ta sẽ được giá trị của biểu thức tại số này tại x bằng 2 đây hoạt động 7 câu A mình ghi lại giá trị của biểu thức đại số 3x 2 tại x bằng 2 là 3 nhân x mà x bằng 2 là 3 nhân 2 trừ 2 3 nhân 2 là 6 trừ 2 còn còn 4 mình xong câu A câu B tính giá trị của đa thức Px tại x bằng trừ 3 thì mình ghi là giá trị của Px tại x bằng 3 trừ 3 là mình thấy x bằng trừ 3 vào đây ha và những chỗ chữ x nè mình được trừ 4 nhân cho x mà x bằng trừ 3 là nhân cho trừ 3 cộng cho 6 bằng trừ 4 nhân trừ 3 chúng ta được 12 cộng 6 mình được 18 Ok xong hoạt động 7 nhận xét giá trị của đa thức px tại x bằng a được ký hiệu là pa giá trị của đa thức p tại x bằng a ký hiệu là pa có nghĩa là giá trị của p tại x bằng trừ ba thì thay vì mình ghi cái câu dài dòng như thế này chúng ta chỉ cần ghi p của trừ ba đó ok không mình ghi p của trừ ba chúng ta hiểu là giá trị của đa thức px tại x bằng trừ ba giá trị của bx tại x bằng trừ 3 được không ví dụ 6 cho đa thức bx bằng cái này tính b0 b1 b của trừ 1 đó người ta ghi b0 mình hiểu là giá trị của bx tại x bằng 0 người ta ghi b1 mình hiểu là giá trị của bx tại x bằng 1 người ta ghi b của trừ 1 mình hiểu là giá trị của bx tại x bằng trừ 1 thì muốn tính p0 chúng ta chỉ việc thay x bằng 0 ha. Đây p0 bằng trừ -2 nhân cho x mũ 3, có nghĩa là trừ -2 nhân 0 mũ 3 cộng 3 nhân x bình, 3 nhân cho x bằng 0 là 0 bình, cộng x, x chính là 0 rồi trừ 1. Đó. Thì tính ra chúng ta được trừ 1. Tương tự như vậy thì p của 1 thì chúng ta sẽ lần lượt thay x bằng bằng 1 vào đây ha thì chúng ta được trừ 2 nhân với 1 mũ 3 cộng 3 nhân với 1 bình cộng 1 trừ 1 chúng ta được 1 và cuối cùng giá trị của px tại x bằng trừ 1 chúng ta ghi là p của trừ 1 nhớ này px thì những chỗ này là x như vậy thì b của trừ 1 thì những chỗ này sẽ là trừ 1 Rồi chúng ta thấy trừ 1 vào đây nhớ chỗ ngoặt nha thì chúng ta được trừ 2 nhân với trừ 1 mũ 3 cộng 3 nhân với trừ 1 bình cộng cho trừ 1 và cuối cùng trừ 1 thì chúng ta được 3 Ok. Hoạt động 8. Cho đa thức P x bằng x bình trừ 3x cộng 2. Người ta bảo mình là tính P của 1, tính P của 2. Tính P của 1 có nghĩa là tính giá trị của đa thức Px tại x tải bằng 1. P của 2 có nghĩa là tính giá trị của đa thức Px tẩy x tải bằng 2. Đây các bạn. Hoạt động 8. Người ta bảo mình tính P của 1. P của 1 bằng P của 1 thì mình thế 1 vào đây x bình có nghĩa là một bình trừ cho 3 nhân x, x có nghĩa là 3 nhân 1 cộng 2 một bình bằng 1 trừ 3 là chúng ta được trừ 2 trừ 2 cộng 2 mình được 0 P của 2 có nghĩa là giá trị của đa thức P x tẩy x bằng 2 chúng ta thấy 2 vào đây 2 bình trừ 3 nhân x x là bằng 2 đúng không 2 bình bằng 4 4 mà trừ cho 6 thì chúng ta được trừ 2 cộng 2 bằng 0 ta nói x bằng 1 và x bằng 2 là hai nghiệm của đa thức Px bằng x bình trừ 3 cộng 2. Có nghĩa là giá trị của x là 1 và 2. Nó làm cho cái thằng Px nó bằng 0. Cho nên chúng ta gọi x bằng 1 và x bằng 2 là hai nghiệm của đa thức Px. Được chưa? Như vậy thì nghiệm của đa thức Px là giá trị của x mà làm cho Px nó bằng 0. Ok. Đây, định nghĩa đây. Nếu tại x bằng A đa thức Px có giá trị bằng 0 thì A hoặc x bằng A gọi là một nghiệm của đa thức đó. Nhớ nha. Nếu tại A đa thức biết có giá trị bằng 0 thì a hoặc x bằng a gọi là một nghiệm của đa thức đó cụ thể x bằng a là nghiệm của đa thức biết nếu như b của a nó bằng 0 đó nếu như b của a bằng 0 thì x= bằng a là nghiệm của biết đây này b qua bằng 0 nè đây b của 1 bằng 0 nè cho nên x bằng 1 là nghiệm ha B của 2 thì B của A bằng 0 Cho nên x bằng 2 là là nghiệm đó Nếu B của A bằng 0 Thì x bằng A là nghiệm của đa thức BX đó. Chúng ta có thể nói x bằng A là nghiệm Hoặc mình nói A là nghiệm cũng được ha Mình có hai cách nói Mình nói A là nghiệm Hoặc mình nói x bằng A là nghiệm Ok Chúng ta sang ví dụ 7 Trong các phát biểu sau Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai Câu A X bằng 2 là nghiệm của đa thức BX thì mình muốn biết x bằng 2 có phải là nghiệm hay không chúng ta cần tính p của 2 xem nó có bằng 0 hay không nếu b của 2 bằng 0 thì x bằng 2 là nghiệm còn nếu b của 2 mà nó không bằng 0 thì x bằng 2 không phải là nghiệm từ đó mình trả lời là đúng hay sai ha đây câu a mà đi tính p của 2 đây tính p của 2 vì p của 2 bằng b của 2 thì chúng ta thấy 2 vào đây 2 x 2 4 2 x 2 trừ 4 bằng 0 đó. P của 2 bằng 0. Nên x bằng 2 là nghiệm của đa thức Bx Đó. Vậy thì phát biểu này đúng. Câu B tương tự như vậy. Y bằng trừ 3 là nghiệm của đa thức Qy bằng trừ 2Y cộng 6. Thì muốn biết có phải là nghiệm hay không? Chúng ta đi tính Qy của trừ 3. Ok chưa? Mình xem nó có bằng 0 hay không ha. Đây mình tính đây. Vì Q của trừ 3 thì bằng thế trừ 3 vào đây trừ 2 nhân với trừ 3 nhớ mở ngoặc cộng cho 6 trừ 2 nhân trừ 3 chúng ta được 6 6 cộng 6 bằng 12 đó 12 thì nó không có bằng 0 nó không bằng 0 có nghĩa là nó khác không đúng không nó không có bằng 0 nó khác không nên y bằng trừ 3 không là nghiệm của cô y nó không là nghiệm mà đây nói là nghiệm cho nên là phát biểu đó sai tương tự như vậy chúng ta qua cục c t bằng 1 là nghiệm của đa thức rt thì muốn biết T bằng 1 có phải là nghiệm hay không Chúng ta cần tính R của 1 Xem nó có bằng 0 hay không Được chưa R của 1 bằng Mình thế vào đây Thế T bằng bằng 1 vào đây Thì mình được trừ 1 bình trừ 1 Trừ 1 bình trừ 1 Trừ 1 bình trừ 1 là được trừ 2 Nó không có bằng 0 đúng không Nó khác không Cho nên T bằng 1 không là nghiệm của đa thức RT Mà phát biểu này nó nói là là nghiệm Cho nên phát biểu này là là sai Ok Chúng ta qua luyện tập 6 Trong các phát biểu sau Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai X bằng 4 và X bằng trừ 4 Là nghiệm của đa thức TX bằng X bình trừ 16 Thầy muốn biết X bằng 4 có phải là nghiệm hay không Chúng ta cần tính P của 4 Được chưa? Mình có P của X bằng X bình trừ 16 Thì ghi lại này của x thì bằng x bình trừ cho 16. Như vậy thì thầy đi tính p của 4 ha, à, thầy đi tính p của 4. p của x thì x bình trừ 16 còn p của 4 thì mình thấy 4 vào đây thì sẽ 4 bình trừ 16. 4 bình là bằng 16 trừ 16 bằng 0, đó p của 4 bằng 0. Cho nên 4 là là nghiệm, đúng không? x bằng 4 là nghiệm. Tương tự như vậy chúng ta tính p của trừ 4 P của trừ 4 bằng P của x thì x bình, P của trừ 4 thì chỗ này sẽ trừ 4 bình. Ở các bạn nhớ mở ngoặc đóng ngoặc nha. Tiếp tục trừ 16. Trừ 4 bình là bằng trừ 4 nhân với trừ 4. Chúng ta được 16, trừ 16 bằng 0. Đó. Chúng ta thấy là P của 4 bằng 0, mà P của trừ 4 cũng bằng 0. Vậy, x bằng 4 và x bằng trừ 4 là nghiệm của tx thì chưa là nghiệm chữ này là thầy hay viết tắt là nghiệm nha các bạn là nghiệm của bx như vậy thì phát biểu này đúng ha hay mình gọi là phát biểu đó là là đúng ok đây là câu a câu b của chúng ta y bằng trừ 2 là nghiệm của đa thức này. Thì muốn biết y bằng trừ 2 có phải là nghiệm hay không? Chúng ta đi tính q của trừ 2. Mình xem nó có bằng 0 hay không. q của trừ 2 bằng. q của trừ 2 chúng ta thế vào đây. q của trừ 2 chúng ta thế vào đây. Mình được trừ 2. Nhân cho y mũ 3. Nhân cho y mũ 3. Mà y bằng trừ 2. Các bạn nhớ mở ngoặt ra nha. Trừ 2 mũ 3. Rồi tiếp tục. Cộng cho 4. Trừ 2 mũ 3 thì chúng ta được là trừ 2 nhân với trừ 2 nhân với trừ 2. Mình được trừ 8. Trừ 8 nhân với trừ 2 thì chúng ta được là 16. 16 cộng 4 mình được 20. Mình thấy thằng này là nó khác không đúng không? Khác không. Vậy y bằng trừ 2 không là nghiệm của quy y. Mà thằng này nó nói là nghiệm. trên phát biểu này là sai hay phát biểu đó sai ok chưa rồi chúng ta xong hoạt động sáu. ví dụ 8 mỗi phần tử của tập hợp trừ hai hai tập hợp gồm hai phần tử này có là nghiệm của đa thức qx bằng x bình trừ bốn hay không vì sao có nghĩa là tập hợp này nó có hai phần tử đó là trừ 2 và 2 chúng ta cần kiểm tra xem hai phần tử này có phải là nghiệm của đa thức này hay không thì muốn biết hai phần tử này có phải là nghiệm của đa thức này hay không chúng ta cần tính quy của trừ 2 xem nó có bằng không hay không rồi chúng ta tính quy của hai xem nó có bằng không hay không được chưa nếu nó bằng không thì trừ hai là nghiệm nếu thằng này bằng không thì hai là nghiệm đây chúng ta đi tính quy của trừ 2 và chúng ta đi tính quy của 2. Quy của trừ 2 thì chúng ta thế trừ 2 vào đây. X bình thì mình sẽ có trừ 2 bình. Các bạn chú ý có dấu ngoặc nha. Trừ 2 bình trừ 4. Trừ 2 bình là bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Đó. Nên trừ 2 là nghiệm của quy x. Tương tự như vậy quy của 2 chúng ta cũng thế vào đây. Số 2 chúng ta thế vào đây là 2 bình trừ 4. 2 bình trừ 4. 2 bình là bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Nên 2 là nghiệm của quy x. Được không? rất là dễ đúng không nghiệm là giá trị của x mà làm cho cái đa thức đó nó bằng không được chưa nghiệm là giá trị của x mà làm cho đa thức nó bằng không các bạn chú ý nè một đa thức khác đa thức không chú ý đa thức không chính là số 0 đó nè một đa thức khác đa thức không có thể có một nghiệm hai nghiệm ba nghiệm vân vân hoặc không có nghiệm nha một đa thức có thể có một nghiệm hai nghiệm ba nghiệm bốn nghiệm năm nghiệm vân vân hoặc là không có nghiệm nhưng mà chú ý rằng là cái số nghiệm của nó số nghiệm của đa thức nó không có vượt quá bậc của đa thức đó nó không vượt quá bậc của đa thức đó ví dụ như là đa thức này là đa thức bậc 2 thì bậc hai này thì đa thức này nó có nhiều lắm thì cũng chỉ hai nghiệm thôi nó có hai nghiệm là tối đa nó có thể có một nghiệm, có thể có hai nghiệm, nó có thể không có nghiệm, được chưa? nó không có vượt quá hai nghiệm. đa thức này là đa thức bậc ba, bậc ba, cho nên đa thức này nó có nhiều nhất là ba nghiệm, đó. nó có thể có không nghiệm, có thể có một nghiệm, có thể có hai nghiệm, có thể có ba nghiệm, được chưa? nó có tối đa là ba nghiệm. nếu nó là đa thức bậc ba, đó. nói chung là số nghiệm của một đa thức nó không có vượt nó không vượt quá cái bậc cái bậc của đa thức đó rồi cho nên là khi mà người ta cho đa thức bậc 3 mà người ta nói là nó có bốn nghiệm thì mình nói là không thể đúng không impossible được chưa đa thức này là đa thức bậc bậc hai là có nhiều lắm là hai nghiệm không thể nào có ba nghiệm được nha rồi chúng ta xong phần lý thuyết bài này khá dài ha thì xem xong phần lý thuyết các bạn làm phần bài tập ở trang 52-53 để hôm sau so sánh kết quả với thầy An. Còn có chỗ nào không hiểu thì các bạn để lại comment. Nếu thích video này thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.